Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp thì chúng ta vẫn chưa có mặt tại thế gian này. Mà đến chỗ nào, chắc chắn không thoát khỏi đọa lạc trong tam đồ. Ưu điểm của việc gặp được Phật Pháp là vẫn nghe lời, vẫn còn chân thật, vẫn nghe lời. Thầy dạy, ta thực tâm y giáo phụng hành, theo đuổi một mục tiêu, đi theo một phương hướng. Ngay từ đầu thầy giáo đã khuyên chúng ta, nguyên tắc chung là phải nhìn thật sâu, buông bỏ. Nhìn sâu là thấu rõ, khi thấu rõ rồi bạn mới có thể buông bỏ. Buông bỏ giúp bạn càng thấy rõ. Đó là nguyên tắc chung, cương lĩnh tổng quát. Phải buông bỏ tất cả, mọi thứ phải được nhìn một cách tường tận. Không những phải hiểu rõ pháp thế gian, mà Phật Pháp cũng phải hiểu rõ. Tại sao? Phật Pháp cũng không phải là chân. Trong kinh Kim Cang, Phật đã cho hay, Pháp còn phải xả, hà huống không phải Pháp. Pháp ở đây là Phật Pháp. Phật Pháp cũng cần bỏ, huống gì thế gian này. Thế gian được gọi là không phải Pháp, sao có thể không xả được? Phải xả tất cả thì tâm lực, nguyện lực mới phát huy tác dụng. Tác dụng sẽ thành tựu một cách tự nhiên. Tu hành được mấy năm nay hơi giống một chút. Từ thập niên 80, chúng tôi đã rời khỏi Đài Loan đến hoằng pháp ở Mỹ, Canada. Bắt đầu từ lúc đó tôi không sử dụng tiền bạc nữa. Vậy là những đồ cần dùng trong cuộc sống thì sao? Những người Phật tử đã chuẩn bị hết. Tôi khỏi dùng tiền. Mọi thứ đều có mọi người chuẩn bị, nên tiền không còn là mối bận tâm của tôi. Những thứ không dùng đến tôi đều buông bỏ. Vì nếu không bỏ thì tôi cũng không dùng đến. Ai có nhu cầu cứ lấy dùng. Bản thân tôi chưa bao giờ đi may áo, do người ta mang đến cúng dường. Bây giờ có thể mở tiệm kinh doanh y phục được, vì nhiều quá. Ai mang dừa họ có thể mang đi. Tất cả y phục, ăn uống, phương tiện đi lại đều như thế cả. Muốn có sách để tham khảo, chỉ cần hỏi là có người mang đến. Tôi nghĩ có người dù muốn cũng không ai mang đến cho họ. Vì sao? Tôi đã thực hiện 60 năm nay. Đây là công đức tôi tích lũy 60 năm nay. Phật A-di-đà tuyệt vời hơn tôi, Ngài có đến 5 kiếp. 5 kiếp tu hành mới thành tựu được y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Chúng ta mới có chút thời gian ngắn ngủi 50-60 năm. Nhìn lại những gì đã có, tôi không chút nghi ngờ những người muốn đến thế giới Cực Lạc. Nếu tu 5 kiếp, tôi có giống Phật A-di-đà chăng? Nhưng trong 5 kiếp đó không thể để gián đoạn. Nếu cứ để gián đoạn thì rắc rối sẽ rất lớn. Thời gian 5 kiếp đó nếu cứ luân hồi trong thế giới này thì không thể thực hiện nổi.
Nếu luân hồi rơi xuống thế giới loài quỷ địa ngục thì bạn còn tu được gì? Suốt ngày phải đền tội, như thế là đã gián đoạn. Vì thế thời gian gián đoạn khi tu tập ở thế giới này rất dài, cực kỳ dài. Được làm thân người phải nắm lấy cơ hội. Quý vị xem thời gian ngắn mấy mươi năm, nếu không tích cực tu tập thì cũng không có kết quả. Phải nắm rõ những vấn đề này thì chúng ta mới trân quý môi trường tu học. Thời gian tu học không dám lãng phí một khoảng thời gian nào. Phải tùy duyên với tất cả nhu cầu cuộc sống. Có cũng tốt, không cũng không sao. Có thể sống tốt, đó không phải là thứ gì ghê gớm. Vấn đề quan trọng là nắm bắt thời gian vàng ngọc để cố gắng học tập. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Nhảy mắt là không còn thân người, không biết phải đi vào đường nào. Chỉ cần nhớ nghĩ câu danh hiệu Phật, niệm cho được trong tâm chỉ có câu A-di-đà Phật. Ngoài Phật A-di-đà không có tạp niệm nào xen vào. Đây chính là điều kiện tất yếu để bạn giảng sinh. Lúc đó bạn mới có thể sang đó được. Nếu không đạt đến cảnh giới đó thì không dám chắc trong tầm tay. Phải đạt đến cảnh giới này mới nắm chắc được. Vì thế nghĩ đến thiên nhân, họ đến thế giới cực lạc để cúng dường Phật A-di-đà, cúng dường những vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc phương Tây. Đây là phước báo rất lớn, không phải phước báo thông thường. Phải đầy đủ điều kiện này. Tê có nghĩa đưa đến, nghĩa là đem những lễ vật đến cúng dường Phật, cúng dường các vị Bồ Tát, dùng của cải để cung cấp cho mọi người. Còn có nghĩa như vậy nữa, khi đi du lịch ta phải mang theo tiền bạc, áo sống, ngày nay gọi là hành lý, như thế gọi là mang. Đó là những thứ ta mang theo để sử dụng. Nó gồm hai nghĩa. Dạng thứ kỹ nhạc. Kỹ nhạc là gì? Ngày nay gọi là biểu diễn trên sân khấu. Chư Phật Bồ Tát mà còn thích xem ca nhạc ư? Quý vị đọc kinh Địa Tạng, trong đó có đoạn cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng kỹ nhạc. Sở dĩ trong kinh có câu đó là bởi ngày xưa điều quan trọng nhất trong việc giáo dục là đức hạnh. Tổ tiên người chúng ta đã nhận thức rất rõ việc này. Quý vị xem, Khổng Tử đặt đức hạnh lên hàng đầu trong việc giáo dục. Tiếp đến là cách ăn nói, phải biết cách ăn nói. Người không biết ăn nói rất dễ tạo ra khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp rất phiền phức. Cổ nhân nói rất đúng, bệnh vào từ miệng, hóa ra từ miệng. Ý nói không thận trọng trong lời ăn tiếng nói rất dễ mang lại tai họa, gây thù kết oán với người khác. Cái gọi là người nói vô tâm nhưng người nghe để ý, quả thật rắc rối. Họ nghe nghĩ bậy, giải thích không đúng, cuối cùng gây thù chuốc oán. Phật Bồ Tát thánh hiền dạy chúng ta, con người sống giữa thế gian không thể không khiêm tốn.
không thể không nhường nhịn. Đó là tánh đức. Việc khiêm tốn nhường nhịn là để bảo toàn đức hạnh, và cũng để cho thấy trí tuệ của quý vị. Không có trí tuệ không thể làm được. Người không có đức hạnh không thể làm được. Với người không đủ đức hạnh lại càng khiêm tốn, càng lễ phép. Tại sao? Những người ít khiêm cung rất dễ gây oán thù. Đừng nên gây thù kết oán với mọi người. Phải thật khiêm cung lễ phép. Thế nên quá câu: thà đắc tội với người quân tử, đừng để mang tội với kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân thường ôm lòng sân hận, họ sẽ rắp tâm báo thù quý vị về sau. Người quân tử có đức hạnh, quý vị mang tội với họ không quan trọng, họ không để bụng, họ cũng sẽ không oán trách quý vị. Đây là kinh nghiệm của các bậc thánh hiền từ nghìn năm về trước, chứ không phải là những lời dẫn dơ. Đó là những lời giáo huấn được đúc kết từ kinh nghiệm, chúng ta không thể không học. Quý vị phải hiểu được rằng cúng dường là tu phước. Không cúng dường thì lấy đâu ra phước? Vì thế chúng ta phải hiểu được tâm hạnh cúng dường. Tâm cúng dường, hành vi cúng dường của những người học tập ở đây, cúng dường cũng phải có duyên phận. Bạn cúng cho người thực tâm tu hành mới có phước báo. Cúng cho người không có tâm tu hành thì phước báo của bạn không có. Phước báo không có cũng không ăn thua. Tuy họ là những người không thực tâm tu hành, nên kiếp sau họ sẽ làm thân trâu thân ngựa để trả nợ. Thế nào họ cũng trả lại cho bạn, đừng sợ lộ vốn. Nhà Phật có câu: hạt thóc của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không chứng đạo, mang lông đội sừng mà trả. Họ sẽ trả. Đừng sợ thua thiệt khi cúng dường. Gặp người thật tâm tu hành phước báo lớn thì phước cúng dường của bạn càng lớn. Việc cúng dường chắc chắn là một hành động đúng đắn. Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta cách cúng dường rộng khắp. Cúng dường Phật Bồ Tát là thể hiện kính trọng trong phước điền. Cúng dường cha mẹ là ân điền. Cúng dường tất cả chúng sinh là bi điền, là sự nuôi lớn tâm đại từ đại bi. Bởi thế người gieo trồng ba thứ phước điền này đều quá phước. Ý muốn nói họ có đức hạnh, có nhân duyên. Đã từng cúng dường Như Lai, có thể nói họ đến cửa Phật để tu hạnh cúng dường, đều là những người đã từng học Phật, là những người đệ tử của Phật. Vì trong thiện căn liên tục không bị gián đoạn, đời đời kiếp kiếp có nhân duyên tiếp xúc với Phật giáo, nên việc học tập của họ luôn luôn được nâng lên trong đời đời kiếp kiếp. Việc học Phật ngày nay của chúng ta cũng như vậy. Chắc chắn không phải đến bây giờ ta mới gặp được Phật pháp, mới y giáo phụng hành. Không phải. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ quý vị đã từng học, thế nên đời này được gặp.
chúng ta chắc chắn sẽ rất vui khi gặp và tiếp tục học thêm nữa. Chúng ta nên biết, cái gọi là người thượng thượng căn không phải là trời sinh. Thượng thượng căn là nhờ vô lượng kiếp mới tu thành. Chúng ta chỉ nhìn những thành công của ngày hôm nay mà không quan tâm đến những gì người ta đã tạo ngày trước. Chẳng khác gì chúng ta tham dự lễ tốt nghiệp, thấy những sinh viên tốt nghiệp đội mũ cử nhân. Quý vị thấy trong một giờ đồng hồ họ đang là những ông tiến sĩ mà không biết trước đây họ đã trải qua viện nghiên cứu, trường đại học, trường tiểu học, trường mẫu giáo, trải mấy mươi năm họ mới có ngày hôm nay. Không phải ngày một ngày hai. Chúng ta phải hiểu được điều đó, không nên quá trọng vọng những người thượng thượng căn. Tại sao chúng ta cũng giống như họ, chẳng qua họ là người đã tốt nghiệp, ta chưa tốt nghiệp, chúng ta cần phải trải qua một thời gian nữa. Vấn đề là ở chỗ đó. Nhưng khi gặp Phật A-di-đà thì quý vị đã được đi trước một đoạn. Đây là một sự kiện may mắn không gì sánh bằng. Bản thân chúng ta nên biết nắm lấy thời cơ đó. Nếu để tuột khỏi tầm tay thì quá là đáng tiếc. Quý vị phải trải qua một thời gian dài để tu hành trở lại, chứ không phải thành tựu nhanh chóng như hôm nay. Tượng trưng chư thiên có thể đến thế giới cực lạc để cúng dường là do trong quá khứ đã sớm trồng thiện duyên, đã từng cúng dường các đức Như Lai và giỏi dung bồi những căn lành đó, giữ tâm thiện kiên cố sâu sắc không gì lay chuyển được, nên gọi là thiện căn liên tục không bao giờ suy giảm, nên đến nay lại được thắng duyên như vậy. Hôm nay được nhân duyên tốt như vậy, quý vị mới có nhân duyên để đi cúng dường, đến thế giới cực lạc để cúng dường Phật A-di-đà. Nhân duyên đó quả thực rất thù thắng. Chúng ta nên biết rằng những thành tựu trong việc tu hành của chúng ta, đó là một tấm gương tốt nhất, là những hình ảnh điển hình nhất. Chúng ta nên giữ thiện tâm thật kiên cố, đừng để ngoại cảnh chi phối. Ngoại cảnh là cảnh giới của ma. Ma ở đây không phải mặt xanh nanh vàng. Ma có mặt xanh nanh vàng, khi sắp mặt bạn sẽ giật thót, có giò chạy. Ma ở đây rất giỏi hóa trang, khiến khi nhìn thấy bạn sẽ thích ngay, gặp nó bạn sẽ quyến luyến mãi không thôi. Như thế mới lợi hại. Những con ma tiếng tốt lợi dưỡng ngũ dục lục trần, khi tiếp xúc với nó, bao nhiêu người tu hành đã phải thân bại danh liệt. Ngày xưa rất nhiều người tu hành suốt đời ở thâm sơn cùng cốc, không xuất hiện, không tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nguyên nhân gì? Sợ mình không thể chịu được những thứ mê hoặc, rồi thối tâm trong đời này. Đây là cách làm rất thiết thực, đúng đắn. Họ hiểu được việc phải bảo toàn chính mình. Ngày nay những duyên như thế này rất ít. Nếu bạn ở trong núi sâu, phương tiện giao thông và khoa học kỹ thuật ngày nay rất phát triển. Cho dù ngôi chùa có ở thâm sơn cùng cốc, cũng có truyền hình,
điện thoại, internet. Như thế là hỏng. Thật sự tu hành đừng cần những thứ như thị, cứ sống một đời thanh bạch. Cuộc sống đảo lộn thế nào ta không cần biết, vì tâm ta đang an tịnh, không chịu tác động bên ngoài. Như thế mới được. Người nào thắc mắc, mỗi ngày tôi đều thấy thiên hạ thái bình, đâu có gì đâu, tốt đẹp cả mà. Nếu bạn tiếp xúc với những sợi dây liên lạc này thì bạn sẽ rắc rối to. Lúc đó mới thấy đời loạn. Không gia chạm với gì cả thì thiên hạ thái bình. Quý vị xem những người cùng ở với mình trên quả đất này, sống chung với nhau mà thiên hạ của chúng tôi thái bình, an ninh. Còn xã hội các quý vị đầy dẫy tai nạn loạn lạc, bên chỗ tôi không có, chưa bao giờ nghe đến. Không nghe không phải là vô sự đó sao? Đây là cách biết tự bảo vệ mình. Chúng ta thường nói xã hội ngày nay những người theo đầu tư vào lĩnh vực này rất đông, như phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí, đầu tư vào lĩnh vực này rất đông. Họ có quyền xuất bản. Có quyền biểu diễn. Nhưng chúng ta có quyền không xem. Quý vị không thể kéo chúng tôi đi. Chúng tôi có quyền không tham dự, không xem, không nghe quý vị. Tôi có quyền ngày nào cũng ở nhà đọc kinh Phật, cùng làm bạn với cổ nhân. Đây là cách biết bảo vệ bản thân. Kiên quyết bỏ. Đây là trợ duyên rất quan trọng. Tại sao? Buông bỏ được lòng tham muốn. Không còn lòng tham muốn thì đã giảm đi 80% phiền não. Nên biết 80% phiền não xuất phát từ lòng tham. Nếu cắt được lòng tham thì giảm được 80%. Thế nào là bỏ? Chỉ cần bỏ lòng tham là được. Bỏ tham sân si, đây gọi là bố thí. Bố thí nhiều mà tham sân si vẫn còn thì cũng như không bố thí. Đó chỉ là cách kết một chút duyên với thế gian, tu một chút phước báo của thế gian, chứ không có công đức gì. Bỏ được tham sân si mới có công đức thật sự. Chúng ta phải hiểu, cần săn sóc kỹ lưỡng thiện tâm, cần phải dung bồi gốc thiện thật tốt. Thiện căn của thế gian là không tham, không sân, không si, còn thêm không ngạo mạn, không nghi ngờ. Như thế là thiện căn thế gian của bạn đã viên mãn. Cần liên tục không để khiếm khuyết. Đây chính là cách thiết lập nhân duyên thù thắng với chư Phật Bồ Tát. Phật dạy A Nan, chư Bồ Tát trong nước của Đức Phật ấy đều nhìn thấy rõ
nghe rõ những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai trong tám phương thượng hạ. Biết được tâm ý thiện ác của tất cả chư thiên nhân dân, các loại côn trùng sâu kiến, miệng cứ muốn nói, biết trước lúc nào sẽ độ thoát đắc đạo để giảng sinh. Sau khi đọc đoạn văn trong kinh này, da gà quý vị có nổi lên không? Thật sự nó khiến người đọc nổi da gà. Phật không nói lời giả dối. Nước Phật kia là thế giới cực lạc. Những Bồ Tát trong thế giới cực lạc nhiều vô lượng vô biên, không thể kể hết. Không cách nào tính toán được. Thế giới của chúng ta đây hiện tại chưa đến 70 ức người, chưa bằng một thôn trang ở thế giới cực lạc. Đủ biết cư dân thế giới cực lạc nhiều đến thế nào. Cư dân ở đó rất lợi hại, thấy được tất cả. Thấy được tất cả đó là thiên nhãn. Họ nhìn thấy rất rõ ràng cả cõi hư không khắp pháp giới. Động thị có nghĩa thấy rất chi tiết rõ ràng. Nhất cử nhất động của quý vị họ đều thấy hết. Không đáng sợ sao? Triệt thính, động thị triệt thính, đó là thiên nhãn. Thiên nhãn của họ, đây gọi là tam minh, thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh. Thứ ba là túc mạng minh. Tất cả đời kiếp của quý vị họ đều nhìn thấy hết. Giấu được ai? Quý vị học Phật là học thật hay học giả, các ngài đều biết hết, không thể giấu được. Tám phương thượng hạ là mười phương, ở đây chỉ không gian. Khứ lai hiện tại chỉ thời gian. Quá khứ hiện tại vị lai. Khứ là quá khứ, lai là vị lai. Hiện tại ở đây chỉ thời gian. Tám phương thượng hạ là mười phương chỉ không gian. Họ nghe được, thấy được cả thời gian và không gian. Việc khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí chúng ta còn không biết. Bởi vì niệm đó rất nhỏ, bản thân chúng ta còn chưa biết. Nhưng các ngài đã hiểu. Vì thì thật sự niệm Phật, một chút ác niệm cũng không được tồn tại. Quý vị có dám làm việc ác không? Quý vị cho rằng mọi người không biết. Quỷ thần có thể không biết, nhưng Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ hiểu tất cả. Kỳ thực trong một số trường hợp quỷ thần có thể biết. Quý vị làm sao giữ niệm ác được? Làm sao có thể làm những việc ác được? Làm sao có thể tự tư tự lợi được? Con người có lòng tự tư tự lợi là sai lầm tuyệt đối. Vì sao? Ngay cả nhân quả họ cũng không hiểu. Nếu hiểu được nhân quả thì họ đã buông bỏ tâm tự tư tự lợi rồi. Những thứ ta mong muốn đều là vật ngoài thân. Tài sắc danh thực thùy đều là những thứ ngoài thân.
Quý vị phải hiểu được rằng cúng dường là tu phước, không cúng dường thì lấy đâu ra phước. Vì thế chúng ta phải hiểu được tâm hạnh cúng dường. Tâm cúng dường, hành vi cúng dường của những người học tập ở đây, cúng dường cũng phải có duyên phận. Bạn cúng cho người thực tâm tu hành mới có phước báo. Cúng cho người không có tâm tu hành thì phước báo của bạn không có. Phước báo không có cũng không ăn thua. Tuy họ là những người không thực tâm tu hành, nên kiếp sau họ sẽ làm thân trâu thân ngựa để trả nợ. Thế nào họ cũng trả lại cho bạn, đừng sợ lộ vốn. Nhà Phật có câu: hạt thóc của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không chứng đạo, mang lông đội sừng mà trả. Họ sẽ trả. Đừng sợ thua thiệt khi cúng dường. Gặp người thật tâm tu hành phước báo lớn thì phước cúng dường của bạn càng lớn. Việc cúng dường chắc chắn là một hành động đúng đắn. Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta cách cúng dường rộng khắp. Cúng dường Phật Bồ Tát là thể hiện kính trọng trong phước điền. Cúng dường cha mẹ là ân điền. Cúng dường tất cả chúng sinh là bi điền, là sự nuôi lớn tâm đại từ đại bi. Bởi thế người gieo trồng ba thứ phước điền này đều có phước. Ý muốn nói họ có đức hạnh, có nhân duyên. Phật dạy A Nan: chư Bồ Tát trong nước của Đức Phật ấy đều nhìn thấy rõ, nghe rõ những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai trong tám phương thượng hạ, biết được tâm ý thiện ác của tất cả chư thiên nhân dân, các loại côn trùng sâu kiến. Miệng cứ muốn nói, biết trước lúc nào sẽ độ thoát đắc đạo để giảng sinh. Sau khi đọc đoạn văn trong kinh này, da gà quý vị có nổi lên không? Thật sự nó khiến người đọc nổi da gà. Phật không nói lời giả dối. Nước Phật kia là thế giới cực lạc. Những Bồ Tát trong thế giới cực lạc nhiều vô lượng vô biên, không thể kể hết. Không cách nào tính toán được. Thế giới của chúng ta đây hiện tại chưa đến 70 ức người, chưa bằng một thôn trang ở thế giới cực lạc. Đủ biết cư dân thế giới cực lạc nhiều đến thế nào. Cư dân ở đó rất lợi hại, thấy được tất cả. Thấy được tất cả đó là thiên nhãn. Họ nhìn thấy rất rõ ràng cả cõi hư không khắp pháp giới. Động thị có nghĩa thấy rất chi tiết rõ ràng. Nhất cử nhất động của quý vị họ đều thấy hết. Không đáng sợ sao? Triệt thính, động thị triệt thính, đó là thiên nhãn. Thiên nhãn của họ, đây gọi là tam minh, thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh. Thứ ba là túc mạng minh. Tất cả đời kiếp của quý vị họ đều nhìn thấy hết.
giấu được ai? Quý vị học Phật là học thật hay học giả? Các ngài đều biết hết, không thể giấu được. Tám phương thượng hạ là mười phương, ở đây chỉ không gian. Khứ lai hiện tại chỉ thời gian, quá khứ hiện tại vị lai. Khứ là quá khứ, lai là vị lai. Hiện tại ở đây chỉ thời gian. Tám phương thượng hạ là mười phương chỉ không gian. Họ nghe được, thấy được cả thời gian và không gian. Việc khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí chúng ta còn không biết. Bởi vì niệm đó rất nhỏ, bản thân chúng ta còn chưa biết. Nhưng các ngài đã hiểu. Vì thì thật sự niệm Phật, một chút ác niệm cũng không được tồn tại. Quý vị có dám làm việc ác không? Quý vị cho rằng mọi người không biết, quỷ thần có thể không biết, nhưng Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ hiểu tất cả. Kỳ thực trong một số trường hợp quỷ thần có thể biết. Quý vị làm sao giữ niệm ác được? Làm sao có thể làm những việc ác được? Làm sao có thể tự tư tự lợi được? Có người có lòng tự tư tự lợi là sai lầm tuyệt đối. Vì sao? Ngay cả nhân quả họ cũng không hiểu. Nếu hiểu được nhân quả thì họ đã buông bỏ tâm tự tư tự lợi rồi. Những thứ ta mong muốn đều là vật ngoài thân. Tài sắc danh thực thùy đều là những thứ ngoài thân. Những thứ này số phận có, quý vị muốn bỏ cũng không bỏ được. Nó có thời tiết nhân duyên. Khi thời tiết nhân duyên đủ chín thì tất cả công danh phú quý sẽ đến. Chưa đủ nhân duyên thời gian thì nó chưa đến, chứ không phải không có. Những thứ đến đó không phải là của trên trời rơi xuống, mà số mình đã có. Nếu quý vị thật sự tu thiện tích đức, những thứ đã định sẵn trong số sẽ tăng thêm. Số phận từ đâu mà có? Do đời trước đã tu tập. Nếu trong đời trước không tu tập thì số của quý vị làm sao có được? Tất nhiên không phải quý vị có năng lực gì. Cho dù nằm trong tầm tay, cũng không nên nhận những thứ của cải này. Quyết không thể được. Dùng những thủ đoạn đê hèn, dùng thủ đoạn lừa dối để lấy cho được là làm tổn đức của ta. Giá lại của cải của ta cũng bị sức mẻ. Ví dụ quý vị vốn có trong tay 1.000 ức, nhưng vì dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nên khi đến đây nó chỉ còn lại 1 nửa, 500 ức thôi. Lúc đó mới cảm thấy ngớ người. Bản lĩnh của ta như thế, nhưng kỳ thực đã mất đi 1 nửa mà bản thân không hay biết. Đáng thương thay, 1 nửa đi đời. Nếu có được bằng thủ đoạn nham hiểm hại người thì mất mát càng lớn hơn. Trong 10 phần bạn chỉ được 1-2 phần, còn 8-9 phần đã vào tay người khác.
Vậy thì phải nên hiểu vấn đề này. Nếu hiểu rõ được vấn đề thì trong tâm họ không bao giờ có suy nghĩ đó nữa. Của cải đến một cách rất tự nhiên. Khi đến thì thế nào? Khi có được họ cùng hưởng với mọi người. Những chúng sinh khổ nạn toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Đó là một việc rất tuyệt vời. Của cải của ta ngày càng thêm nhiều. Ai chứng minh cho chúng ta Phật A-di-đà là một bằng chứng cụ thể? Ngài không một chút tư tâm. Vậy thì quốc độ của Ngài càng ngày càng được mở rộng, càng ngày càng lớn. Vật phẩm cúng dường ngày càng nhiều thêm, không hạn chế. Tương lai mỗi học sinh cùng học tập với Phật A-di-đà sẽ thành Phật, và thế giới của họ cũng không khác gì thế giới cực lạc. Đây là cách bành trướng thế giới cực lạc. Lúc đó thế giới cực lạc sẽ không còn biên giới. Mỗi học sinh của các Bồ Tát khi thành tựu ở thế giới cực lạc, quốc độ được kiến lập của họ sau khi thành Phật là một bộ phận của thế giới cực lạc. Phần được chia tách đó hoàn toàn giống phần chính, không khác nhau ở điểm nào cả. Đây là nguyện vọng của Phật A-di-đà. Chắc chắn Phật A-di-đà không bảo quốc độ chính của Ngài lớn, còn quốc độ của các con phải nhỏ hơn một tí. Không có chuyện đó. Tất cả đều giống nhau. Có người đó thật sự tuyệt vời, không một chút phân biệt. Chúng ta không thể không biết điều này. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lặng, nhìn thấu thiên nhãn thông vậy, nghe suốt thiên nhĩ thông vậy, tâm ý thiện ác, miệng muốn nói gì đều có thể biết hết. Tâm niệm quý vị thiện hay ác, những lời nói ra họ đều biết hết. Cư dân ở thế giới cực lạc nghe hết, thấy hết. Đó là nhờ có tha tâm thông vậy. Biết được việc quá khứ là nhờ túc mạng thông. Biết được việc hiện tại và việc chưa đến là thiên nhãn thông. Loại thần thông này có thể thấu suốt, không bị chướng ngại tất cả những sự việc sinh ở đây, mất ở kia trong lục đạo. Thấu triệt, không gì ngăn trở được.